Nằm im là không đau. Đâu có đau đâu, con nhức nhẹ nhẹ đó. Còn cảm giác nhẹ nhẹ. Mà sao đẹp trai này em, sao mà theo ngút ngàn nữa nhờ. Cò hay đeo vậy á, cho trò cò tính chất sạch sâu á. Thế ạ? Cho trò mua cái tính chất sạch sâu á cho em nó xài. Thay rửa mặt. Đau quá, cô sĩ ơi. Ừ. Kệ nè, ngồi im nè, đừng cười nữa. Chịu một xíu thôi là xong. Đau mới đẹp trai được chứ. Không đau sẽ đẹp được. Con cứ nói không đau là nó không đau. Em Sam còn, em Sam mà trám răng được á. Ừ. Con cũng dám luôn à. Rồi nằm im. Đừng nói nha, nói là cô Thủy không làm được. Đẹp không? Ba lên cao. Con nó tương được có một tí xíu à. Không. Cô Bi nhỏ. Hai đứa. Con kia thì cao cao một tí. Còn còn thằng cu á, thằng cu đựng tí à. Thằng cu năm nay chắc được ba hơn ba mấy ký rồi. Với lại cò đá bóng được. Cụ Bi nó không có đá bóng. Đây Bi, Bi không, Bi thì đạp xe đạp thôi nha, chọn thế gì nhỏ xíu. Tại cái nước vừa lo đó nó đen. Không, cò hồi xưa nó trắng.
Quay 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 lên cho cô Thủy này. Rồi. Mình xong. Cứ nhắc, đừng nói để cô Thủy làm cho nha. Để chị quay cho đẹp. Chịu khó đào xíu. Giỏi, cô giỏi. Trên lầu em. Tại nó cứng quá lắm. Đây. Đây rồi.